Tại sao những người trẻ thành đạt lại dùng muesli mỗi ngày để có một thân hình cân đối? Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sống Khỏe Cùng Hiếu, kênh chia sẻ các kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, luyện tập và lối sống lành mạnh. Bữa sáng thường ngày của bạn như thế nào? Bạn ăn bánh mì, xôi, phở hay cà phê hay chỉ là một chiếc bụng rỗng đi làm? Mình thì trước đây bữa sáng chỉ thường ăn xôi, mì tôm, bánh mì. Mình thì khi đó chỉ cần no bụng để tránh lại cái cảm giác đói khi đang làm việc buổi sáng. Thời điểm đó vào buổi sáng thì mình thường dậy khá là muộn nên là mình không có chuẩn bị được bữa sáng đầy đủ mà chỉ chuẩn bị qua loa hoặc là mua ngoài hàng để có thể kịp giờ đi làm. Có rất là nhiều hôm vì dậy quá sát giờ đi làm nên là mình cũng bỏ luôn bữa để đi làm luôn. Mình cũng nhận thức được là bữa sáng của mình khi đó không đủ dinh dưỡng nhưng mình cũng tặc lưỡi cho qua. Khi mà đến công ty lúc giữa buổi thì mình lại được đồng bọn rủ rê những cái món đồ ăn thức uống thật là hấp dẫn. Lúc thì là bánh rán mặn, lúc thì pizza được khuyến mãi, lúc thì trà sữa giảm giá. Ôi mọi thứ thật là hấp dẫn và cám dỗ với tâm hồn ăn uống của tôi. Dần dần thì những cái thói quen sinh hoạt của mình có những chuyển biến xấu, da rẻ thì ngày càng xấu đi và có nhiều mụn. Cơ thể thì thiếu hụt dinh dưỡng mà vẫn tăng cân đều đều. Và mình cũng rất là thường xuyên uể oải, mệt mỏi giữa buổi do cái mồm bào đồ ăn không ngừng nghỉ. Và rồi mọi thứ đã dừng lại khi mình tìm ra muesli, cứu tinh cho bữa sáng và những cơn thèm ăn vặt của mình. Muesli là sự kết hợp của yến mạch cắn mỏng và các loại hoa quả, hạt sấy khô như dứa, mận, đu đủ, dừa, việt quất, đào, nam việt quất và đa dạng các loại hoa quả khác. Muesli giòn tan và có hương vị tuyệt vời của các loại trái cây mà bạn ưa thích. Nó là một loại thực phẩm lành mạnh và tiện lợi, có thể giúp bạn có một bữa sáng nhanh gọn, đầy đủ dinh dưỡng, một món ăn vặt giòn tan và hấp dẫn khó cưỡng. Ngay bây giờ hãy cùng mình điểm qua những lợi ích mà muesli đem lại khi bạn sử dụng nhé. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng bao gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và protein, giúp bạn no lâu, hạn chế thèm ăn vặt, giúp giảm cân do không thêm đường, lượng đường tự nhiên từ hoa quả rất tốt cho cơ thể, cải thiện sức khỏe tim mạch do không sử dụng dầu chiên ở nhiệt độ cao, cải thiện sức khỏe đường ruột, chất xơ dồi dào giúp hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng, tăng cường năng lượng, bổ sung các vitamin và khoáng chất từ hoa quả cho một ngày dài năng động, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đường trong muesli là đường tự nhiên từ hoa quả sấy, loại đường đa này rất tốt cho cơ thể của bạn. Và giờ đây các bạn đã có thể chuẩn bị một bữa sáng rất là nhanh gọn, tiện lợi, đầy đủ dinh dưỡng, hay một món ăn vặt giòn tan, hoa quả sấy hấp dẫn và rất là lành mạnh. Hãy cùng mình điểm qua một vài mẹo để dùng muesli một cách ngon nhất nhé. Ăn đơn thuần như ngũ cốc thông thường, đây là cách dùng muesli đơn giản nhất. Cho một ít muesli vào bát và kết hợp thêm sữa chua hoặc sữa tươi và ăn cùng. Bạn có thể ăn lạnh hoặc đun nóng sữa lên và ngâm muesli ăn kết hợp với hoa quả tươi. Cách ăn muesli được mọi người yêu thích nhất là ăn chúng cùng hoa quả tươi hay hoa quả đông lạnh. Một số loại rất hợp để ăn chung với muesli là việt quất, chuối, kiwi, dâu tây, táo, lựu hoặc bất cứ loại hoa quả nào mà bạn yêu thích. Sử dụng muesli lạnh để qua đêm. Hãy trộn muesli cùng với sữa tươi vào bát theo tỷ lệ thích hợp. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm đậy kín lại và để hỗn hợp này trong ngăn mát tủ lạnh. Vậy là sáng mai bạn có thể thưởng thức món ăn này một cách thơm ngon và mềm dẻo hơn thường ngày. Hãy thức dậy sớm hơn mỗi ngày một chút để khởi động một ngày mới tuyệt vời bạn nhé. Hãy dành thời gian cho một bữa sáng ngon miệng và dinh dưỡng, đó là cách bạn trân trọng và yêu thương chính bản thân mình. Hy vọng bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích qua video vừa rồi. Chúc các bạn ngon miệng và luôn có một sức khỏe tuyệt vời. Hãy chia sẻ video này tới bạn bè, đồng nghiệp, người thân của bạn để họ cũng có một sức khỏe tuyệt vời giống như bạn nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.